Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản mới đây gửi Chính phủ về việc cho phép thực hiện một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm hạn chế tai nạn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề xuất nâng mức xử phạt đối với xe quá tải, lái xe say rượu đi xe máy trên đường cao tốc với mức phạt cao nhất là tịch thu phương tiện. Kiến nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Đây cũng là nội dung sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục mỗi tuần một vấn đề kỳ này. Lý do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đưa ra kiến nghị trên là do tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt là số người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tăng so với cùng kỳ năm trước. Tiếp tục xảy ra hiện tượng chống đối lực lượng thực thi công vụ trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. Nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn. Xuất hiện tình trạng người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ tham gia giao thông trên đường cao tốc, uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông. Chưa có thống kê đầy đủ, tuy nhiên qua khảo sát, có 36% người đi xe máy, 67% người lái ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép. Thì theo cái cơ quan điều tra thì chủ yếu cái lỗi là do phóng nhanh vượt ẩu rồi chở quá số người quy định và đi sai phần đường. Thì còn nguyên nhân có từ rượu bia thì có thể nói rằng không phải tất cả các cái vụ tai nạn giao thông xảy ra gây đến hậu quả chết người đều là có nguyên nhân từ rượu bia. Tuy nhiên con số cụ thể thì có thể nói rằng là rượu bia cũng là một nguyên nhân rất là nguy hiểm đến cái việc đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Theo lý giải của Ban An toàn giao thông quốc gia, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình. Nếu thấy việc tịch thu phương tiện là nặng thì đừng vi phạm. Chúng ta đưa ra chế tài có tính răn đe, nhưng mục tiêu không phải để xử phạt công dân của mình mà là biện pháp giáo dục, xây dựng văn hóa giao thông. Vì nếu người ta thấy hậu quả rất lớn, họ sẽ không thực hiện nữa. Nếu điều khiển xe trong trạng thái say xỉn thì tịch thu phương tiện là rất nhân văn. Vì số lượng người say xỉn điều khiển xe sẽ giảm đi, nguy cơ tai nạn sẽ giảm. Những người tham gia giao thông khác sẽ không bị uy hiếp nữa. Nếu mà uống rượu bia quá nồng độ ấy là nên thu xe, vì đã uống rượu bia thì gây ra tai nạn rồi thiệt hại cho người dân. Để thực hiện tốt cái giải pháp mà tịch thu xe của người vi phạm về nồng độ cồn thì hiện nay còn có nhiều khúc mắc. Riêng với bản thân tôi thì theo quan điểm của tôi là còn có nhiều vấn đề. Thứ nhất là liên quan đến phương tiện là chính chủ. Thứ hai là đối với phương tiện xe máy ô tô mà là tài sản lớn của người dân, thì theo quan điểm tôi thì đề nghị với chính phủ là cần xem xét. Sau khi kiến nghị tịch thu phương tiện đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông và tịch thu xe máy đi vào đường cao tốc của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia được trình chính phủ, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng mức phạt trên là quá cứng nhắc, bởi ô tô là phương tiện có giá trị kinh tế lớn, nhất là xe không chính chủ hoặc phương tiện không thuộc quyền sở hữu của lái xe thì việc tịch thu là bất khả thi. Thậm chí có những ô tô là tài sản của ngân hàng và xe biển xanh là tài sản của nhà nước thì xử lý như thế nào? Chỉ có nồng độ cồn quá mức cho phép mới bị tịch thu phương tiện. Vậy người lái xe mà trong máu có chất ma túy, hiện tượng ngáo đá thì phương tiện có bị tịch thu hay không? Theo tôi thì em biết được là nếu mà phương tiện nồng độ cồn để mà xử phạt mà ở nông thôn mà thu xe thì cái này cũng không nên để làm như này, bởi vì phương tiện đó là đi lại của người dân, nếu chúng ta thu thì không được, nhưng mà phải mà nó phạt một mức độ mà đó lần đầu nhẹ lần thứ hai thì họ nặng hơn để cho họ răn đe cho họ. Thì thực tế mà nói rằng là đó cũng là một cái tài sản của người dân, cái hành vi này là người vi phạm đến lĩnh vực an toàn giao thông, để mà có tịch thu phương tiện và tài sản của người tham gia giao thông thì cũng phải có sự cân nhắc, phải tính toán, bởi vì nó cũng có những cái, nếu như phương tiện là ô tô thì giá trị nó lớn. Đây cũng là vấn đề tài sản,
thì vấn đề tài sản nó cũng ở nhiều góc cạnh. Có thể là một cái xe máy cũng tịch thu, mà có thể là một cái ô tô hạng sang chẳng hạn, nó đến hàng tỷ đồng chẳng hạn. Thì nếu chúng ta đánh đồng cái tài sản đấy thì vô hình dung là cái ranh giới pháp lý nó không rõ ràng. Chúng tôi nghĩ rằng là cái chế tài đủ mạnh thì sẽ có sức răn đe. Tuy nhiên pháp luật phải phù hợp với các cái quy định trước đây mà đang được các cái luật khác điều chỉnh, ví dụ như luật hình sự, luật dân sự, để phù hợp với hệ thống quy định chung của pháp luật Việt Nam. Đồng thời thì những cái giải pháp mới cũng phải có thêm thời gian để chúng ta làm rõ hành vi, mức độ nguy hiểm xã hội để mà có cái thực sự đi vào lòng dân. Để thu giữ phương tiện phải theo quy trình: bắt quả tang, tạm giữ, lập biên bản, công văn trình cấp huyện, công văn trình cấp tỉnh, ra quyết định tịch thu, giải quyết khiếu nại, khởi kiện hành chính về quyết định tịch thu xe. Lại một quy trình xử lý: xây dựng bãi, kho chứa xe, thành lập hội đồng thẩm định, thông báo bán đấu giá, đấu giá nếu có. Để đảm bảo cơ sở pháp lý theo kiến nghị của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thì phải sửa lại luật dân sự, sửa lại luật vi phạm hành chính. Xây dựng và ban hành một văn bản quy phạm pháp luật, chúng ta cần phải tính đến cái tính hợp lý và tính hợp pháp của văn bản. Nếu như tính hợp pháp của văn bản cho rằng việc tịch thu phương tiện, nếu như phương tiện đó được xem là phương tiện vi phạm pháp luật thì nó đã có căn cứ về mặt pháp lý, thì cái tính hợp lý của nó ở đây chính là việc các cái tài sản đó có phải là thuộc quyền sở hữu của người gây ra cái vi phạm đó hay không. Thì cơ quan xây dựng pháp luật cần phải tham khảo ý kiến từ các cái phía khác nhau, và đặc biệt là ý kiến từ phía nhân dân, sau đó căn cứ vào các cái văn bản pháp luật hiện hành để có một cái quy định hết sức là phù hợp. Quan điểm của ngành chức năng quản lý ấy, thì chúng tôi thấy có hai vấn đề mà chúng tôi thấy nó bất cập. Thì thứ nhất là luật dân sự và các cái luật chuyên ngành khác thì không quy định cái việc là tịch thu cái việc phương tiện giao thông đó. Cái thứ hai là cái xử lý vi phạm chính, khi mà vi phạm đó thì xảy ra một cái hậu quả, tức là các cái phương tiện tham gia giao thông đó, thì người ta vi phạm thì không thể tịch thu người ta trong cái trường hợp người ta thuê, người ta mượn hoặc là người ta có những cái không thuộc chủ sở hữu thì không thể tịch thu người ta được. Nhìn lại vấn đề này, có thể thấy rằng việc tịch thu xe là để hạn chế người tham gia giao thông vi phạm. Nhưng điều đáng nói là giảm tai nạn giao thông phải đồng bộ, bắt đầu từ nâng cao ý thức tham gia giao thông, cải thiện kết cấu hạ tầng, đào tạo sát hạch lái xe nghiêm túc, thực thi công vụ đúng luật, chứ không chỉ phạt nặng. Một quy định liên quan đến hàng chục triệu dân cần phải tính toán kỹ, không thể vội vàng. Khi xây dựng, cần tính đến khả năng thực thi và hiệu quả nhiều mặt của nó. Nếu không, nó có thể gây ra những hậu quả khôn lường, khiến người dân nhờn luật.